Hello các bạn, nếu như các bạn là một trong những subscriber đầu tiên trên kênh của mình cách đây 4-5 năm về trước đó, thì các bạn biết là mình rất là đam mê cái cuốn Con đường Hồi giáo của chị Nguyễn Phương Mai. Bởi vì đó là cuốn sách đầu tiên mà cho mình biết về cái thế giới Trung Đông qua cái lăng kính của chị như thế nào. Thì khi mà mình lướt Facebook, mình thấy có một cái bài đăng họ viết về những cuốn sách nói về Trung Đông, trong đó có cuốn Con đường Hồi giáo. Bởi vì mình đã rất là yêu quý cuốn sách của chị Mai rồi, cho nên là khi mà mình thấy những cuốn sách cũng viết về Trung Đông và đặt ngang hàng với Con đường Hồi giáo, thì cái bài viết đó ngay lập tức là mình chú ý. Và mình chú ý hơn nữa khi mà mình thấy ở dưới comment đó, có rất là nhiều bạn họ bình luận về cái cuốn sách này là cuốn Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ. Đây, cuốn sách trên tay mình. Đây là cuốn sách của tác giả Khaled Hosseini. Và khi mà mình thấy rất là nhiều bạn đề cập đến cuốn sách này, nó làm cho mình tò mò và mình đã order ngay lập tức. Thì đây là cuốn sách mà Nhã Nam đã xuất bản. Và phải nói là khi mình cầm trên tay thấy cái dòng đầu tiên ở ngoài bìa đó là bạn sẽ muốn bị hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc câu chuyện này. Ôi trời ơi, khi mà mình thấy cái câu á là không phải rơi lệ và muốn bị hóa đá, mình càng tò mò hơn nữa. Mình đã đọc cuốn sách này trong vòng 3 ngày liền. Và đúng là thật sự là có rất là nhiều đoạn trong cuốn sách này đã làm mình phải rơi nước mắt. Cho nên là hôm nay là mình xin phép dành một cái video để review về cuốn Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ của Hosseini. Nói một chút về tác giả Hosseini, thì trước khi nổi tiếng với Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ thì ông đã đánh dấu tên tuổi với là một cái tác phẩm trước đó là Người Đua Diều. Và cả hai cuốn sách này đều viết về đất nước Afghanistan là quê hương của tác giả luôn. Khi mà nhắc đến Afghanistan á, thì chúng ta thường hay hình dung đến một đất nước mà có chiến tranh, bạo lực, rồi nghèo đói, đau thương. Giống như là mình từng đọc Con đường Hồi giáo của Nguyễn Phương Mai á, thì chị Mai cũng miêu tả Trung Đông, xã hội Trung Đông thông qua cái lăng kính của chị. Nhưng mà với lăng kính của một người là đi du lịch, trải nghiệm và tìm hiểu. Còn đối với lại cái cuốn Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ này thì nó giống như là một cuốn tiểu thuyết, nó kể về câu chuyện của những cái số phận người, của những thân phận người phụ nữ, và thông qua câu chuyện đó bạn hình dung được hơn về xã hội, về đất nước, về con người Afghanistan như thế nào. Nói chung là mình thấy Con đường Hồi giáo của chị Mai thì giống như là một cuốn hồi ký và nó giúp mình mở mang tầm mắt về Trung Đông. Nhưng mà đọc Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ thì mình mới thấu hiểu hơn, và thông qua những câu chuyện trong cái tiểu thuyết này á, mình mới có một cái gọi là nó thật sự là một cái cảm xúc, một cảm xúc về thân phận của những cái người mà trong câu chuyện mà tác giả đề cập đến. Sau đây là những cái điểm mà mình thích ở Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ. Thứ nhất đó là cái ấn tượng ban đầu, giống như mình đã chia sẻ ở đầu video là khi mà mình nhận trên tay cái cuốn sách thì mình thấy cái câu là bạn sẽ muốn bị hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc xong câu chuyện này, thì nó giống như là một cái gọi là cái đòn bẩy á, để mà mình càng tò mò đọc cuốn sách. Và đúng thật, đọc xong cuốn sách thì cái ấn tượng ban đầu của mình vẫn không hề phai nhạt, giống y chang cái câu nói đó, là thật sự là rất nhiều đoạn trong sách đã làm mình phải rơi lệ. Mà đối với mình, khi mà mình đọc xong một cuốn sách mà nó làm cho mình rơi lệ không chỉ một lần mà nhiều lần á, thì nó thật sự là một cuốn sách mà mình phải đánh giá cực kỳ cao luôn. Nó chạm đến cái cảm xúc và trái tim của người đọc. Cái điểm thứ hai mà mình đánh giá cao ở Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ đó là về cái cách diễn đạt của tác giả. Mặc dù cái đề tài mà tác giả dùng á, nó không phải là một cái đề tài mới, nó là viết về thân phận người phụ nữ trong cái xã hội chiến tranh. Thật ra thì ở bất cứ đất nước nào mà gặp phải chiến tranh á, kể cả Việt Nam á, mình đều thấy những cái câu chuyện viết về thân phận người phụ nữ như vậy. Đây là một cái đề tài nó không hề mới lạ, nhưng mà phải nói là nó rất dễ lấy được cái sự cảm thông của người đọc. Tuy nhiên á, khác ở chỗ là cái cách diễn đạt của tác giả, tức là cùng một cái chủ đề cũ nhưng mà cái cách mà tác giả diễn đạt á, nó không làm cho người đọc cảm thấy nhàm chán, mà chính mình á, khi mình đọc á, mình bị cuốn vào cái câu chuyện đó và mình đã đọc nó liền tù tì trong vòng 3 ngày. Và mình đánh giá cao ở chỗ nữa là tác giả dùng ngôi thứ ba để kể chuyện chứ không phải là ngôi thứ nhất. Bởi vì nếu như ngôi thứ nhất thì thường nó sẽ là tâm trạng của một người nhiều hơn. Còn đứng ở ngôi thứ ba thì tác giả có được một cái nhìn khách quan hơn và thông qua đó kể được nhiều câu chuyện, nhiều số phận hơn. Thì mình nghĩ là cái câu chuyện về hai cái người phụ nữ trong cái cuốn sách này nó đã được spoil trực tiếp ở đằng sau cuốn sách rồi. Cho nên là nếu như bạn có đọc ở trên mạng về review Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ hay là xem những cái video review thì bạn thấy hầu hết đều nhắc đến câu chuyện của hai nhân vật nữ chính là Mariam và Layla. Nhưng mà cái mình đánh giá ở đây á, là chính nhờ cái ngôi thứ ba này cho nên là kể cả những nhân vật phụ khác,
Ví dụ như là mẹ của Layla, mẹ của Mariam cũng được thể hiện cái suy nghĩ và cái tâm trạng của họ thông qua cái cách kể của tác giả. Ngoài ra thì mình thấy cách mà tác giả chuyển cảnh nó giống như là bạn coi phim á, có những đoạn là chỉ cần tới đó thôi, bạn sẽ tự hiểu là ok phía sau nó như thế nào, không cần phải kể lê thê dài dòng. Nói chung là nó kết thúc một cách là hợp lý và tác giả kể vừa đủ nhưng mà vẫn đảm bảo thu hút được người đọc theo dõi cái câu chuyện. Cái điểm thứ ba mà mình thích đó, nó cũng hơi hơi liên quan đến cái điểm thứ hai, đó là cách mà tác giả xây dựng cái tuyến nhân vật. Trong câu chuyện này á, không hẳn á, là câu chuyện của hai người phụ nữ mà bên cạnh đó mình còn thấy được câu chuyện của những cái tuyến nhân vật phụ, kể cả là về người chồng của nhân vật nữ, rồi kể cả là ba mẹ hoặc là người yêu. Thì vì kể ở ngôi thứ ba cho nên là cách mà xây dựng được cái hình tượng của mỗi nhân vật hoặc là những cái tâm tư và những cái tính cách của họ đều được thể hiện rất là rõ ràng. Chính vì vậy á, cho nên là mình thấy á, cái bức tranh về chiến tranh ở Afghanistan á, nó không á, ảnh hưởng đến mỗi người phụ nữ mà nó còn là những cái nỗi khổ, những cái dằn vặt của chính những người đàn ông. Mà mình cứ nghĩ đơn giản là ok, ở trong chế độ chiến tranh thì người phụ nữ là khổ nhất rồi, nhưng mà không hẳn như vậy. Qua tác phẩm này mình hiểu hơn á, là kể cả những cái nhân vật nam á, ví dụ như là người chồng nè, người bố nè, rồi người yêu, thì họ đều có những cái nỗi khổ riêng và họ cũng đều đáng thương trong cái xã hội mà gặp phải chiến tranh rồi tôn giáo hà khắc. Cái điểm tiếp theo mà mình thích ở Ngày Mặt Trời Rực Rỡ đó chính là cái bản dịch, và người dịch là Nguyễn Thị Hương Thảo. Phải nói một cái lời cảm ơn với chị Thảo là chị đã dịch rất rất hay luôn. Ngôn ngữ chị dùng rất rất hợp lý và gần như á, là cái cách dùng từ của chị, kể cả những cái đoạn là tiếng lóng á, tiếng gốc của Afghanistan á, chị vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi cách chị dịch nó rất là mượt mà, trôi chảy, và không hiểu sao á, những từ ngữ chị dùng rất đơn giản thôi, nó không quá cầu kỳ, không quá văn chương, nhưng mà nó chạm được đến cái trái tim của người đọc luôn á. Ít nhất là em á, và em đã khóc từ 3 đến 4 lần khi mà em đọc xong Ngày Mặt Trời Rực Rỡ. Và cái điểm cuối cùng mà mình thích ở Ngày Mặt Trời Rực Rỡ đó là cái kết. Dùng cái từ Ngày Mặt Trời Rực Rỡ nó giống như là sau những cái đêm tối, sau những cái đau thương thì mặt trời vẫn rực rỡ. Tức là cái kết nó không quá ảm đạm mà nó vẫn mở ra những cái chân trời mới cho cái nhân vật. Và cái giá trị nhân sinh mà mình thích ở tác phẩm đó là nói về cái sự hy vọng, đặc biệt là sự hy vọng của một người phụ nữ trong một cái xã hội mà chiến tranh rất là đau thương, rồi tôn giáo rất là hà khắc. Dù cho bạn có bị chà đạp như thế nào thì bạn vẫn không ngừng hy vọng và không ngừng vươn lên. Chiến tranh có thể phá nát nhà cửa, phá nát trường học, phá nát tất cả mọi thứ, nhưng mà nó không thể phá nát được cái niềm hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn của chính bạn. Thì đặt trong cái xã hội hiện tại, tức là đôi khi trong cuộc sống á, mình cũng sẽ gặp những cái lúc mà mình rất là khó khăn và không được như ý, nhưng mà cái sự hy vọng á, sẽ là cái điều mà giúp cho chúng ta vượt qua được những cái giây phút hoặc là những cái sự kiện đó trong cuộc đời. Và cái điểm mà mình nghĩ là mình sẽ không thích lắm á, đó là cái nội dung ở phía sau tác phẩm. Mình không biết là tác phẩm gốc đã có như vậy hay là khi mà Nhã Nam trình bày lại bìa thì đính kèm vào cái đoạn tóm tắt. Nhưng mà chính cái đoạn tóm tắt này thì mình muốn warning các bạn là nó sẽ là một cái đoạn hơi spoil. Thói quen của mình á, là khi mình mua một cuốn sách về mình hay đọc bìa, hai cái bìa trước. Và mình đã vô tình đọc cái đoạn hơi spoil này rồi. Thì khi mà mình đọc nội dung bên trong á, thì có những đoạn mình không gặp bất ngờ nữa. Bởi vậy cho nên nếu như mà các bạn có ý định tìm mua và đọc cuốn sách này á, thì và không muốn bị spoil á, thì các bạn có thể ignore cái trang cuối cùng này của cuốn sách ha. Tóm lại á, thì mình cực kỳ thích cuốn sách này luôn. Và mình phải nói là nếu như mà có 10 sao thì mình vẫn sẽ cho Ngày Mặt Trời Rực Rỡ 10 sao. Vì phải nói là rất ít khi mình đọc sách mà mình rơi nước mắt, và Ngày Mặt Trời Rực Rỡ đã làm được cái điều đó. Và chắc chắn luôn là mình sẽ tìm mua cuốn Người Đua Diều của cùng tác giả để đọc. Và hy vọng là nó cũng sẽ có những cái cảm xúc tương tự như vậy để mà làm một cái video review cho các bạn trong đợt tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.